ảnh với mỗi một nghệ sĩ là điều rất quan trọng. Là một người thường xuyên bị áp lực về ngoại hình, Miley từng có khoảng thời gian stress vì liên tục bị công kích, chê bai khi thừa cân. Nữ ca sĩ từng lao vào giảm cân cấp tốc, nhịn ăn và uống nước cốt chanh nhiều đến tràn dịch dạ dày phải nhập viện. Kể từ đó, cô quyết tâm thay đổi, thiết lập lại chế độ tập luyện và ăn kiêng để lấy lại body thon gọn như mong muốn. Cho tới mới đây, Miley hạnh phúc khoe chiến tích giảm cân với màn lột xác ngoạn mục 13 tháng nỗ lực tập gym và tuân thủ chế độ ăn uống khoa học trên trang cá nhân. Nhỏ bên trái, cắt cơm. Nhỏ bên phải, ăn cơm. Miu nói thật, nói điều mấy chị bom hàng Miu đi, nữ ca sĩ chia sẻ. Hình ảnh trước và sau loại bỏ mỡ thừa được giọng ca còn thương em, thì không để em khóc đăng tải đã khiến nhiều khán giả rất bất ngờ. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ liên tục dành lời khen ngợi cho ý chí quyết tâm, cũng như body săn chắc hiện tại của Miu Lê. Ngoài việc tập gym, Miu Lê còn tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, hạn chế ăn đồ ngọt, đồ ăn nhanh, thức khuya. Nữ ca sĩ từng trải lòng, con đường tập luyện và ăn kiêng để có sức khỏe là con đường siêu dài. Ai nói tập vài bữa hay ăn kiêng vài bữa đẹp luôn là xạo, đừng tin. Nó giống như chuyện xây nhà vậy đó, xây từ móng xây lên, từng viên gạch một, chứ cái ầm đòi có nhà đẹp, khang trang liền thì không có rồi đó. May ra với nhà mà lười xây thì còn đi mua được chứ sức khỏe không bao giờ. Theo Milo trí thức trẻ.